Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã tổ chức cuộc họp để thảo luận, cho ý kiến với kết quả chỉ đạo xử lý một số vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu biểu từ đầu năm đến nay. Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất đưa hai vụ án vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi chỉ đạo, gồm vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Thuận An và các cơ quan địa phương liên quan, vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long và một số cơ quan địa phương liên quan. Thường trực Ban chỉ đạo đánh giá, từ đầu năm 2024 đến nay, các cơ quan chức năng đã có nhiều nỗ lực cố gắng thực hiện nghiêm kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban chỉ đạo và kết luận phiên họp thứ 25 của Ban chỉ đạo. Tiến độ điều tra xử lý các vụ án vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo cơ bản hoàn thành theo kế hoạch của Ban chỉ đạo. Có việc vượt yêu cầu đề ra công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh quyết liệt theo đúng tinh thần chỉ đạo của tổng bí thư là không có vùng cấm không có ngoại lệ kết hợp ngày càng chặt chẽ hiệu quả giữa công tác phòng chống tham nhũng với phòng chống tiêu cực giữa phòng chống tham nhũng tiêu cực với công tác cán bộ xây dựng trình đốn đảng và hệ thống chính trị vừa xử lý nghiêm hành vi tham nhũng vừa xử lý nghiêm vi phạm trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo các cấp góp phần xây dựng đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh những kết quả nổi bật là khởi tố điều tra kiên quyết xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng tiêu cực phức tạp xảy ra đã lâu liên quan đến nhiều bộ ngành địa phương như vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn, vụ án xảy ra tại tập đoàn Thuận An, hoàn thành kết luận điều tra ban hành cáo trạng truy tố vụ án xảy ra tại Cục đăng kiểm Việt Nam, các trung tâm đăng kiểm một số địa phương và vụ án xảy ra tại tập đoàn FLC. Hoàn thành xét xử sơ thẩm hai vụ án trọng điểm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và tập đoàn Tân Hoàng Minh với mức án rất nghiêm khắc cũng rất nhân văn. Trong đó, lần đầu tiên tuyên phạt tử hình đối với một bị cáo là chủ doanh nghiệp tư nhân về tội tham ô tài sản. Chỉ đạo đôn đốc 68 cấp ủy tổ chức đảng tiến hành kiểm tra 830 dự án gói thầu liên quan đến công ty AIC. Ủy ban kiểm tra trung ương đã tích cực khẩn trương hoàn thành 7 trên 8 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Đối với 7 tổ chức đảng liên quan đến các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo, qua kiểm tra đã xử lý kỷ luật đối với 68 tổ chức đảng, 104 đảng viên, trong đó có 20 cán bộ thuộc diện trung ương quản lý. Chỉ đạo đôn đốc 68 cấp ủy tổ chức đảng tiến hành kiểm tra 830 dự án gói thầu liên quan đến công ty AIC. Công tác phát hiện và xử lý tham nhũng tiêu cực ở địa phương tiếp tục được đẩy mạnh. Từ đầu năm đến nay, các cơ quan tiến hành tố tụng ở địa phương đã khởi tố mới 190 vụ án với 463 vị can về tội tham nhũng. Về nhiệm vụ thời gian tới, Thường trực Ban chỉ đạo yêu cầu cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, tập trung xử lý dứt điểm những vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm, nhất là tập trung kiểm tra thanh tra điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án vụ việc liên quan đến tập đoàn FLC, công ty IC, tập đoàn Vạn Thịnh Phát, dự án Sài Gòn Đại Ninh, Lâm Đồng tích cực phối hợp chặt chẽ trong vụ truy bắt dẫn độ bằng được những bị can bị cáo bỏ trốn ra nước ngoài về nước để thi hành án và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Phấn đấu từ nay đến hết năm 2024, kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 36 vụ án, 8 vụ việc. Trong đó, phấn đấu đưa ra xét xử sơ thẩm đối với 6 vụ án trọng điểm theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Cũng tại cuộc họp này, Thường trực Ban Chỉ đạo Thống nhất đưa hai vụ án vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi chỉ đạo, gồm vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn thuận an và các cơ quan địa phương liên quan vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản thăng long và một số cơ quan địa phương liên quan